Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin biến lớn trong báo Quân đội Nhân dân. Đại tướng Lương Cường muốn lật hết để thuộc hạ làm chủ. Như tờ Thời báo chấm đê đã đưa tin, ông Đại tá Nguyễn Hồng Hải đang là một thế lực được ông Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đỡ đầu. Và đường dây này dần dần lộ diện làm vụ Việt Á có thêm một đầu mối mới tại nội bộ quân đội Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân đã có rất nhiều bài ca ngợi ông Chủ tịch nước. Tuy nhiên hiện nay, ông Chủ tịch nước đã có dấu hiệu chuyển bại thành thắng, nên những bài viết này tạm thời không gặp vấn đề gì. Tuy vậy, vẫn còn có những bài viết ca ngợi Hồ Anh Sơn, Thượng tá Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y. Ông Sơn đã bị bắt về tội tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, điều 353 và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 4, điều 222 Bộ Luật Hình sự. Đây là hình ảnh Đại tướng Lương Cường. Đã từ lâu, Đại tá Nguyễn Hồng Hải là cây bút chủ lực đánh có định hướng, mệnh lệnh từ Đại tướng Lương Cường được chuyển xuống, võng đánh không sợ ai cả. Được biết, Đại tá Nguyễn Hồng Hải thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội, quân của ông Lương Cường. Ông Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân đã xin ông Đại tướng Lương Cường điều ông Nguyễn Hồng Hải về làm báo quân đội và hứa hẹn với ông Cường là sẽ nâng đỡ ông Hải. Bệ phóng là từ báo Quân đội Nhân dân, mục đích của ông Đoàn Xuân Bộ là một mũi tên trúng hai đích. Đích thứ nhất là dùng ông Hải để tố cáo Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, đích thứ hai là nâng đỡ Hải để lấy lòng ông Lương Cường. Nhân chuyến công tác ở Cần Thơ, ông Đại tá Đoàn Xuân Bộ và Đại tá Nguyễn Hồng Hải cùng với một nhóm trong báo quân đội đã bàn nhau kế hoạch lật đổ ông Phạm Văn Huấn qua đơn tố cáo. Nguyễn Hồng Hải đã viết đơn tố cáo ông Huấn nhiều chuyện, kể cả chuyện ông Huấn dùng xe chở con trai đi đến cơ quan. Hải còn gửi thư kiện đến Thanh tra Chính phủ, tiếp nhận đơn Thanh tra Chính phủ đã gửi lại cho Bộ Quốc phòng yêu cầu xem xét, xác minh. Nhưng khi Bộ Quốc phòng hỏi thì ông Hải lại chối bay biến và nói đó là ai mạo danh ông Hải. Đây là hình ảnh Đại tá Nguyễn Hồng Hải. Do ông Lương Cường che chắn chắc nên cơ quan kiểm tra Bộ Quốc phòng đã không dám định chữ ký trong đơn, đồng nghĩa với việc bỏ qua cho ông Hải tội vu khống cấp trên, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2020, ông Lương Cường đích thân đọc quyết định cho Thiếu tướng Phạm Văn Huấn thôi chức Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân và phải bàn giao chức Tổng biên tập cho Đoàn Xuân Bộ. Từ đó, Đại tá Nguyễn Hồng Hải trở thành hung thần trong báo Quân đội Nhân dân với chiến công hất ông Tổng biên tập Phạm Văn Huấn và để ông Đoàn Xuân Bộ thay thế. Hiện nay, ông Nguyễn Hồng Hải đã được ông Đoàn Xuân Bộ và ông Lương Cường đưa vào danh sách hạt giống đỏ, cán bộ nguồn để chọn lựa vị trí cao hơn. Nguyễn Hồng Hải hiện nay đã được tham gia Đảng ủy báo Quân đội. Với sự bao che của ông Lương Cường thì bài báo sai phạm đoạt giải của ông Nguyễn Hồng Hải chẳng bao giờ bị thu hồi cả, cũng như chọn lựa ông Hải vào vị trí lãnh đạo tới đây không thể thay đổi. Đây là hình ảnh Đại tá Đoàn Xuân Bộ. Đấy là những gì đang diễn ra bên trong báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam. Những bài báo được viết bởi nhà báo Đại tá Nguyễn Hồng Hải đang là công cụ sắc bén cho ý đồ của ông Lương Cường. Có vẻ như ông Lương Cường hơi nghiêng về việc ủng hộ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho nên ông đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Hải viết bằng loạt bài quảng bá cho hình ảnh của ông Chủ tịch nước. Cho đến nay, sau thời gian dùng thuộc hạ thân cận lật ban biên tập cũ, giờ đây thuộc hạ của ông Lương Cường đang làm chủ tờ báo mạnh nhất của quân đội. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chưa làm cho Phan Văn Giang đo ván, Đại tướng Lương Cường lại khuỵu chân. Có thể nói đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam là thời của ông Lương Cường. Trước đó vào năm 2019, ông Lương Cường cùng ông Tô Lâm được thăng hàm đại tướng. Ông Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an. Việc ông Lương Cường được thăng hàm đại tướng lúc đó được xem là cơ cấu lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, cuối năm 2020, đầu năm 2021, gió đổi chiều, bóng Phan Văn Giang đã vượt lên trước ông Lương Cường giành chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại hội lần thứ 13 là một kỳ đại hội bất bình thường. Lần này có đến hai sĩ quan quân đội mang hàm đại tướng vào Bộ Chính trị.
nhưng ông Cường là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội, là người đi trước mà lại về sau. Việc ông Giang hớt ra chiếc ghế bộ trưởng trên tay ông Lương Cường đã làm nên sự mâu thuẫn trong thượng tầng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Lương Cường không cam như vậy. Đến hình ảnh Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang của Việt Nam. Từ khi vào Bộ Chính trị cho đến nay, danh hàm Thứ trưởng của ông Lương Cường không còn được nhắc đến nữa. Mỗi khi nhắc đến, báo chí đều đưa tin là Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, v.v. Việc nhắc danh hiệu như thế là muốn khẳng định Bộ Quốc phòng giờ có đến hai chỉ huy. Theo cơ cấu quân đội thì lẽ ra ông Cường phải chịu xưng danh như ông Nguyễn Tân Cương là Thứ trưởng Lương Cường. Ông Lương Cường từng học lớp cán bộ cao cấp ở Trung Quốc 2 năm từ năm 2011 cho đến năm 2013. Sau khi ông về thì quân đội thành lập đơn vị tác chiến điện tử. Không những thế, tất cả các đơn vị đều có những đoàn viên lựa chọn làm dư luận viên, chiến sĩ xung kích đấu tranh trên không gian mạng. Việc nắm chắc ngành tuyên huấn quân đội trong tay, ông Lương Cường đang lập một đế chế riêng ở ngay trong quân đội. Về tác chiến thì ông Phan Văn Giang nắm trong tay, nhưng về tâm lý chiến, các chiến dịch tuyên truyền trong quân đội là ông Lương Cường nắm trong tay. Vì thế nên rất khó đánh giá được rằng ông nào sẽ áp đảo ông nào. Đã hơn 20 tháng nay, ông Lương Cường vẫn dùng báo Quân đội Nhân dân như là công cụ lợi hại để công kích các nơi. Đây là hình ảnh Đại tướng Lương Cường đang hở sườn trước đối thủ chính trị của mình. Việc Đại tá Nguyễn Hồng Hải, trưởng phòng biên tập báo Quân đội Nhân dân, dành hai giải thưởng cho bài báo đẫm nợ máu với nhân dân chưa được xử lý lại còn được cơ cấu thăng chức thì đấy là dấu hiệu cho thấy ông Lương Cường đã coi thường dư luận và có phần khinh địch. Phan Văn Giang là con người thâm trầm và sâu sắc. Điểm yếu này sẽ được khai thác và hiện nay ở thượng tầng chính trị đang nhắm đến ông đại tá, trưởng phòng biên tập báo Quân đội Nhân dân, người được cho là thân cận với tướng Lương Cường. Nếu ông Lương Cường không nghiêm minh xử lý, thu hồi giải thưởng và kỷ luật ông Nguyễn Hồng Hải, thì Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân chỉ là nơi sẽ ra điểm yếu lớn nhất đối với ông. Trong khi ông Lương Cường vẫn đang muốn bằng cách nào đó hạ bệ Phan Văn Giang mà chần chừ xử lý tiêu cực thì rất khó để tấn công đối thủ, trong khi bản thân mình thì lại lộ quá nhiều điểm yếu. Hầu hết tất cả các bài viết đề cập đến sự bê bối này của Tổng cục Chính trị, tiêu biểu là Đại tá Nguyễn Hồng Hải, đều bị các lực lượng tác chiến không gian mạng của quân đội đánh phá, báo cáo, khóa Facebook v.v. Trong khi nếu chỉ viết phản bác ông Nguyễn Phú Trọng lại không hề hấn gì, điều đó cho thấy ông Lương Cường đang được bao che cho thuộc hạ. Đây là hình ảnh Đại tá nhà báo Nguyễn Hồng Hải sẽ là điểm yếu để phe Phan Văn Giang khai thác. Trong cuộc đối đầu giữa hai đối thủ ngang tài, ngang sức, hiện ông Lương Cường đang ở cửa dưới so với ông Phan Văn Giang. Khi yếu điểm của Nguyễn Hồng Hải lộ ra, ông Lương Cường đã để lộ tiếp điểm yếu thứ hai, đó là hành động bao che cho thuộc hạ. Có thể nói, trong thế của ông Lương Cường không nên làm như vậy mà nên thẳng tay loại bỏ ung nhọt gây rắc rối cho bản thân mình. Xem ra bản lĩnh chính trị của ông Lương Cường còn yếu và đây có lẽ sẽ là điều làm ông ngã khịu trong tương lai, trong khi đó vẫn chưa làm gì được đối thủ lớn nhất cuộc đời của mình.